Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo chính thức thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang. Khan hiếm nước tưới khiến năng suất cây thanh long giảm, đẩy giá tăng cao. Điều tra một nam thanh niên rơi lầu chung cư tử vong. Peter Rekunov có chiến thắng thứ 9 tại Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Kính thưa quý vị, từ 7 giờ sáng nay, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo chính thức thông xe, kết nối các tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Khánh Hòa. Thông tin về việc thu phí đường bộ cũng được đơn vị quản lý các tuyến cao tốc thông báo. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đi qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa sẽ khai thác phục vụ người dân lưu thông hai chiều, không thu phí từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Từ ngày 2 tháng 5, tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí. Trong khi đó, từ sáng nay 26 tháng 4, tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa chính thức triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Mức phí thấp nhất là 81.904 đồng và cao nhất là 311.234 đồng cho mỗi phương tiện. Hình thức thu phí thông qua hệ thống điện tử không dừng. Như vậy, đến nay, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài khoảng 380 km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang Khánh Hòa đã hoàn thành, giúp rút ngắn 1/2 thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang xuống còn 4 đến 5 tiếng so với trước đây. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian dài thi công, sáng nay các công trình dân sinh trên địa bàn quận 8 đã chính thức khánh thành và đi vào sử dụng, càng có ý nghĩa hơn khi các công trình hoàn thành trong thời gian sắp bước vào kỳ nghỉ lễ. Đoạn đường kết nối Chánh Hưng, rạch Sông Sáng dù có quy mô không lớn nhưng là phần nằm giữa chưa được thông suốt của đường Tạ Quang Bửu. Suốt 20 năm thì con đường này nó là không có công hệ thống thoát nước, mưa thì nó ngập lầy lội, nắng thì nó bụi nên bà con rất là khó khăn. Việc đầu tư hoàn chỉnh cả tuyến Tạ Quang Bửu đoạn phường 4 có tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, giúp cho hạ tầng giao thông khu vực được đồng bộ. Quận 8 cũng khánh thành và đưa vào sử dụng hai công trình khác là trụ sở và đường vào trung tâm y tế quận, có tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng. Với quy mô là trên 100 phòng, thì trong này đầy đủ các tính năng, bao gồm cả phòng khám đa khoa, cận lâm sàng là gồm phòng X quang, phòng xét nghiệm, phòng siêu âm, trong đó có cả những cái phòng tiểu phẫu, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu ban đầu cho người dân trên địa bàn quận 8. Trong quý 1 năm 2024, quận 8 đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 12,53%. Trong quý 2 năm 2024, tổng doanh số trên 5 sàn thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ đạt mức gần 85.000 tỷ đồng với hơn 882 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra. Đó là dự báo của Metric, một nền tảng số liệu về thương mại điện tử. Cũng theo nền tảng này, đây là doanh số hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực. Mùa cao điểm kinh doanh của thị trường sẽ trên đà tăng tốc từ quý 2 này với tốc độ tăng hơn 19% so với quý 1, tương đương tăng khoảng 78% so với quý 2 năm ngoái. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất nhập hàng phù hợp ngay từ đầu năm để tránh rơi vào tình trạng không đủ hàng hóa cung cấp cho thị trường, từ đó bị giảm doanh thu và thị phần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nắng nóng tiếp tục bao trùm cả nước trong dịp lễ năm nay. Cụ thể, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 39 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng. Người dân cần lưu ý hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều nếu không cần thiết. Khi sử dụng điều hòa, không nên để nhiệt độ thấp hơn 26 độ C vì sẽ tạo sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong phòng và ngoài trời, gây sốc nhiệt. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều diện tích nông nghiệp ở Bà Rịa Vũng Tàu khan hiếm nước tưới, làm cây trồng trong đó có cây thanh long giảm năng suất. Khan hiếm nguồn cung khiến cho giá thanh long 2 tuần trở lại đây tăng cao. Hiện tại, giá thanh long tăng từ 10 đến 13.000 đồng một ký so với cách đây 2 tuần. Mức giá này giúp nông dân có lợi nhuận cao, nhưng do thiếu nước tưới nên ít người trồng trái vụ, khiến nguồn cung giảm. Có nước đầy đủ các cái phân bón thì chắc một cây vào tầm khoảng 30 ký. Nhưng mà thực tế bây giờ cây còn có 10 đến 15 ký thôi. Vườn thanh long ruột đỏ 2 hectare của ông Trần Văn Hiền còn khoảng 1 tuần nữa là cho thu hoạch. Tuy nhiên, sản lượng ước đạt chỉ 2 tấn, thay vì hơn 7 tấn như những vụ trước. Nguyên nhân cũng là do thiếu nước. Với giá bán hiện tại sau khi trừ chi phí, ông Hiền chỉ lãi hơn 20 triệu đồng
giảm 1/3 lợi nhuận so với trước. Nhưng mỗi khi nó không có mất nước thì cây thanh long nó vẫn giữ được cành cũng nó đẹp, mà bây giờ thì nó thiếu nước, nó bị tóp nhiều lắm. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có khoảng 712 ha thanh long, tập trung chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc. Trước tình hình này, nông dân không cho trồng đàn trái vụ, tỷ lệ ra bông đầu trái chỉ đạt 50-60%, nên sản lượng thanh long mùa này trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. Tiếp theo trong chương trình, mưa lớn gây ngập lụt chưa từng có, làm 22 người thiệt mạng tại Oman và 4 người tại UAE. Lần đầu tiên, các nhà khoa học quốc tế giải được trình tự ADN của hơn 9.500 loài cây. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Những trận mưa lớn đã gây ra cảnh ngập lụt chưa từng có tại các nước vùng vịnh, trong đó nặng nề nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Oman. Theo thống kê, mưa lũ đã làm 22 người thiệt mạng tại Oman và 4 người tại UAE. Các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau khi nước lũ rút đi bởi nguồn nước bị ô nhiễm và các điều kiện vệ sinh chưa được phục hồi. Việc người dân tiếp xúc lâu dài với nguồn nước bẩn có thể dẫn đến các bệnh truyền nhiễm về da. Hơn nữa, nếu nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, cũng ảnh hưởng đến các bệnh về đường tiêu hóa và các bệnh lý khác. Các đợt mưa như rút nước trong tuần qua đã làm ngập lụt nhiều thành phố lạc mạc ở Oman trước khi ảnh hưởng đến nước láng giềng UAE. Nhiều khu dân cư và đường phố ở Dubai đã chìm trong nước biển. Sân bay quốc tế tại đây đã bị ngập nặng, khiến hơn 2.000 chuyến bay phải hủy bỏ. Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum hôm 24 tháng 4 đã thông báo gói hỗ trợ của chính phủ trị giá 544 triệu đô la Mỹ cho việc sửa chữa các tòa nhà bị hư hại do mưa lũ. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt mưa lũ vừa qua tại các nước vùng vịnh là bất thường, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño. Các nhà khoa học quốc tế do đội ngũ Vườn Thực vật Hoàng gia Kew London dẫn đầu vừa hoàn thành hệ thống dữ liệu khổng lồ lưu lại mã ADN của hàng ngàn loài thực vật khác nhau. Cũng trong quá trình nghiên cứu, có hơn 9.500 loài lần đầu được giải trình tự ADN. Để thực hiện dự án này, gần 300 nhà khoa học đã đối chiếu 1,8 tỷ mã di truyền, sau đó phân tích thông tin để tìm hiểu sự liên hệ giữa các loài cây và vẽ nên bản đồ có tên gọi là cây sự sống. Họ đã giải mã thành công trình tự ADN của hơn 9.500 loài thực vật có hoa. Hãy lấy ví dụ về cây dừa cạn Madagascar. Cây này có nhiều dược tính hỗ trợ điều trị ung thư. Khi biết được vị trí của nó trên bản đồ, họ hàng của nó là những cây nào, chúng ta có thể dự đoán được nơi có thể tìm ra những loài thực vật có thể giúp chữa bệnh, có ích cho con người. Công trình nghiên cứu còn giúp trả lời những câu hỏi mà nhà bác học Darwin từng đặt ra về sự tiến hóa của thực vật có hoa. Khi Darwin phát triển thuyết tiến hóa, ông ấy không biết về ADN. Thời đó con người chưa có khái niệm về gen. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có các công cụ để tái tạo lịch sử này một cách khách quan. Đây được coi là nền tảng để thế hệ tương lai xác định thêm nhiều loài thực vật mới, đồng thời bảo vệ chúng trước biến đổi khí hậu và sự mất đa dạng sinh học. Nhiều người Trung Quốc tích cực học cách sử dụng TikTok để bán sản phẩm trên nền tảng toàn cầu này, dù chính thức không thể truy cập ở đất nước tỷ dân, ứng dụng video này ngày càng được nhiều người bán hàng tìm đến. Sau nhiều thập kỷ sản xuất hàng xuất khẩu, nhiều công ty Trung Quốc tìm cách cắt bỏ khâu trung gian và bán trực tiếp cho người tiêu dùng nước ngoài. Điển hình là tập đoàn thời trang nhanh khổng lồ Shein đã khẳng định được chỗ đứng ở thị trường phương Tây nhờ chiến lược này và thông qua sức mạnh của TikTok. Tuy nhiên, vì người dùng không thể truy cập TikTok ở Trung Quốc, các doanh nghiệp nhỏ hơn sẽ gặp bất lợi trong cùng chiến lược. Do vậy mà ra đời các khóa đào tạo về sử dụng TikTok. Tại một trường dạy kinh doanh trực tuyến ở Quảng Đông, giá cho 6 ngày học về TikTok tối thiểu là khoảng 9.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 30 triệu đồng. Thông tin hiện nay là một phần chi phí, và nếu không có thông tin phù hợp với thị trường, thì chi phí của bạn sẽ rất cao. Chúng tôi dạy cho học viên về những sản phẩm bán chạy nhất và thị trường phù hợp nhất với giai đoạn kinh doanh của họ. Đối với những người không muốn trả quá nhiều tiền, họ luôn có thể tìm hiểu về các mẹo và thủ thuật từ những tay kỳ cựu. Được khai mạc vào ngày 25 tháng 4 tại thủ phủ bang Louisiana của Mỹ, lễ hội nhạc jazz và di sản New Orleans sẽ diễn ra vào các ngày cuối tuần trong 2 tuần tới, thu hút hàng ngàn dân địa phương và du khách từ khắp nơi tới tham dự. Lễ hội có rất nhiều hoạt động diễu hành vui chơi tại 14 sân khấu khắp trường đua Fairgrounds lịch sử. Bạn có thể chọn tham dự mọi hoạt động ngày. Bạn có thể đi ngắm các chàng trai trên bãi biển, thưởng thức màn trình diễn của nữ ca sĩ Queen Latifah trên sân khấu, hay nghe nhạc phúc âm và nhạc blues.
Tôi thích các hoạt động ăn mừng, âm nhạc hòa làm một, nó mang tất cả chúng ta lại với nhau. Lễ hội di sản và âm nhạc New Orleans sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 5. Một bức tranh của danh họa người Áo Gustav Klimt đã được bán với mức giá 30 triệu euro, kỷ lục trong một cuộc đấu giá ở Áo, bất chấp những nghi vấn xung quanh nguồn gốc của nó. Tác phẩm này được cho là tái xuất sau gần một thế kỷ. Bức tranh Chân dung Kolizer được nhìn thấy lần cuối cùng tại một triển lãm ở Viên vào năm 1925, trước khi xuất hiện trở lại vào năm nay, được nhà đấu giá Vina Imkinski rao bán. Bức tranh chưa hoàn thiện, vẽ một người phụ nữ tóc đen, thuộc về gia đình một nhà công nghiệp Do Thái giàu có. Chúng tôi cho rằng Gustav Klimt đã vẽ bức tranh này vào năm cuối đời, vào khoảng tháng 5 năm 1917. Ông mất vào tháng 2 năm 1918 và chưa hoàn thành tác phẩm. Tuy nhiên, theo ý kiến của chúng tôi, phần lớn đã hoàn thành. Tôi có thể nói là thiếu khoảng 5% và cũng không có chữ ký. Nhà đấu giá ước tính tác phẩm có thể thu về khoảng 30 đến 50 triệu euro, nhưng cho biết nhiều báo cáo nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm đã khiến người mua ngần ngại. Một số chuyên gia đã kêu gọi điều tra sâu hơn về nguồn gốc của tác phẩm khi không có bằng chứng. Trước cuộc đấu giá, tranh được trưng bày ở Áo, Anh, Đức, Hồng Kông và Thụy Sĩ. Tiếp theo trong chương trình, Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động tăng cường 100% lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ. Tài xế đạp nhầm chân ga, tông đổ trụ bơm xăng làm hư 3 xe máy. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch huy động tăng cường 100% lực lượng cảnh sát giao thông. Qua đó tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn và các hành vi có thể gây tai nạn giao thông. Theo kế hoạch, vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 4, các đội ra quân để hướng dẫn, điều hòa giao thông, xử lý vi phạm trên các tuyến, khu vực trọng điểm ra vào thành phố, các khu vực bến xe, nhà ga, bến tàu, sân bay, các địa điểm du lịch, khu vui chơi, phục vụ cho người dân về quê và quay trở lại thành phố an toàn, thông suốt. Đồng thời, lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện, đã uống rượu bia, không lái xe. Ngoài ra, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã thông xe, do đó lưu lượng phương tiện vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây được dự đoán sẽ tăng cao. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra tại các bến xe, tuyến đường huyết mạch. Người dân cần thường xuyên tìm hiểu thông tin trên các báo đài, các trang mạng xã hội chính thống để biết được các tình huống giao thông trên các tuyến đường để có cái điều chỉnh cái lộ trình phù hợp khi chúng ta di chuyển. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa cháy nổ. Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên rơi lầu chung cư tử vong. Vụ việc xảy ra vào sáng nay. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bảo vệ chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức nghe tiếng động mạnh. Khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên đã tử vong, quần áo bị rách, nghi rơi từ tầng cao xuống. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Lê Chí Phát, 21 tuổi, quê Cà Mau và rơi từ tầng 21 xuống nơi anh thuê căn hộ chung cư. Tại Đồng Tháp, khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay, một chiếc xe hơi bất ngờ tăng ga, tông đổ trụ bơm xăng và nhiều phương tiện đang chờ đổ xăng. Chiếc xe do ông Nguyễn Dương Hoàng, sinh năm 1958, ngụ phường 1, thành phố Cao Lãnh cầm lái. Sau khi đổ đầy nhiên liệu tại một cây xăng ở phường 6, thay vì phải đạp thắng, tài xế lại đạp nhầm chân ga, khiến xe lao lên, tông đổ trụ bơm xăng. Ba xe máy gần đó cũng bị va lây. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng. Cũng tại Đồng Tháp, công an đã bắt được kẻ ngáo đá chạy xe máy đạp ngã 4 phụ nữ đang đi trên đường vào sáng qua. Đó là Hải Sơn, sinh năm 1985, thường trú tỉnh Hậu Giang. Tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy, kết quả cho thấy Sơn dương tính với ketamin. Sự việc được người dân trình báo vào khoảng 10 giờ sáng qua. Lúc này đã có 3 nạn nhân đang tổ chức chặn bắt thì công an nhận được tin thêm một người phụ nữ khác bị đạp ngã tại phường 4, thành phố Cao Lãnh. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ Sơn khi y đang lẩn trốn tại phường 1. Công an thông báo những ai là nạn nhân của vụ việc trên, nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo. Tối qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 2 phút, cảnh một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Vụ việc làm nhiều tài xế đang lưu thông trên cao tốc gặp một phen hoảng vía, nhiều người xem cũng phẫn nộ. Vụ việc xảy ra trên địa bàn giáp ranh xã Thân Cửu Nghĩa và xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ km 50 ra đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và tiếp tục đi qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa ra ngoài, rồi rẽ trái tiếp tục đi ra đường quyền lộ 39B, sau đó đi khá nhanh về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Video do anh P ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang quay lại bằng điện thoại vào lúc 19:20 tối qua và đăng lên mạng xã hội. Những hành vi vi phạm luật giao thông như trên cần được xử lý theo quy định của pháp luật. Một án mạng do mâu thuẫn tình cảm đã xảy ra vào sáng nay tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Bị mẹ người yêu mắng chửi, kẻ sát nhân đã đâm chết hai mẹ con của người tình, rồi tự kết liễu. Công an thành phố Lai Châu đã khống chế đối tượng Hàng A Hồ sinh năm 1982, thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu. Hàng A Hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào hai mẹ con chị Giàng Thị L, khiến họ tử vong tại chỗ. Sau đó, y khóa trái cửa cố thủ trong nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Người thân của nạn nhân cho biết, giữa đối tượng Hàng A Hồ và chị L nảy sinh mối quan hệ tình cảm khoảng hơn 2 năm nay. Tuy nhiên, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, nên người mẹ không muốn con bà tiếp tục mối quan hệ này. Không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Sáng nay, Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024 tiếp tục thi đấu chặng 21. Đây cũng là chặng đầu tiên về các tỉnh miền Tây từ Bình Dương đi Tiền Giang, lộ trình 114 km. Tay đua Peter Rikunov về nhất chặng và tiến sát kỷ lục số lần thắng chặng do chính mình lập ra năm ngoái. Đường đua không dài bằng phẳng, chứng kiến tập thể đội quân đội ghi dấu ấn tài xuyên đầu tiên với chiến thắng dành cho Trần Dương Lộc, về nhì là tay đua Tống Thanh Tuyền. Khi còn cách đích 2 km, lần lượt quân khu 7 và dược Domesco Đồng Tháp cũng tấn công. Cơ hội tưởng chừng đã dành cho Martin Glass khi có vị trí thuận lợi, nhưng tay đua người Estonia dường như hụt hơi trước vạch đích. Tận dụng điều này, Peter Dugunov đã vượt qua để giành chiến thắng. Đây là chặng đua mà ekip An Giang chủ động chơi an toàn, nhưng khả năng độc lập tác chiến giúp Dugunov có chiến thắng chặng thứ 9, qua đó chỉ còn kém kỷ lục 10 chặng tại cuộc đua do chính anh thiết lập năm ngoái. Thắng chặng, Peter Dugunov tiếp tục củng cố áo vàng lẫn áo xanh sau 21 chặng. Các danh hiệu khác, áo cam, áo trắng và đồng đội đều không thay đổi. Ngày mai, đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 22 từ Tiền Giang đi Cần Thơ, lộ trình 148 km. Vào lúc 0:30 đêm nay, ngày 27 tháng 4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq trong trận tứ kết thứ tư, trận tứ kết cuối cùng của giải U23 châu Á 2024. Dù đại diện Tây Á được đánh giá là nhỉnh hơn, nhưng thầy trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã rất nỗ lực chuẩn bị với mục tiêu lần thứ hai tiến vào bán kết của giải đấu này. Hiện thành tích của hai đội ở vòng bảng là như nhau khi đều có 2 trận thắng, 1 trận thua. Ở trận này, U23 Việt Nam gần như có lực lượng mạnh nhất, chỉ thiếu vắng Đình Bắc do chấn thương. Trong khi đó, các cầu thủ mạnh của Iraq như Ali Chasim hay Muntaheh Mohammed, Mustafa Sadun đều đã sẵn sàng ra sân. Gặp Ả Rập Saudi hoặc gặp Iraq thì cũng giống nhau thôi. Cũng chả có một kế hoạch gì đặc biệt cả. Chúng tôi có một cái kế hoạch đặc biệt là sẽ tập trung cao độ và chỉ nghĩ đến trận đấu ngày mai đá với Iraq mà thôi. Ngoài việc giành vé vào bán kết, đội thắng trong trận U23 Việt Nam, U23 Iraq sẽ có lợi thế trong việc giành quyền đến Olympic Paris thi đấu. Pierre de Coubertin được biết đến là cha đẻ của Thế vận hội hiện đại. Bức tượng sáp của nam tước này sẽ được đưa vào bảo tàng Greven ở thủ đô Pháp vào tháng 7 ngay trước khi diễn ra Olympic. Tượng cao 1m62 như nguyên mẫu và hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện, vốn phải huy động nhiều nhà thiết kế, cũng như thợ đúc, thợ điêu khắc, thợ làm tóc giả. Tin vào những giá trị tốt đẹp của thể thao, Pierre de Coubertin đã nảy ra ý tưởng hồi sinh Thế vận hội của người Hy Lạp cổ đại. Một số quan điểm phân biệt giới và phân biệt chủng tộc của ông gây tranh cãi. Tuy nhiên cũng cần phải nói, đây là những quan điểm khá phổ biến ở thời đại khi ấy. Cần biết rằng, Pierre de Coubertin rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ do là người sáng lập Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và làm chủ tịch từ năm 1896 đến năm 1925. Thông tin cập nhật, đầu giờ chiều nay, một cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bất ngờ cháy lớn, thiệt hại vật chất được đánh giá là rất nghiêm trọng. Lửa bùng phát dữ dội vào khoảng 13 giờ. Chỉ trong ít phút, đám cháy đã lan rộng, kèm theo khói đen bốc cao. Người dân nỗ lực khống chế tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều người và xe chuyên dụng đến hiện trường. Sau hơn 1 giờ mới dập được lửa hoàn toàn. Vụ việc khiến cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi, hai cửa hàng sát bên bị thiệt hại nặng. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ.
Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.